Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một trận đấu 2v2 tài khoản 16 này nhá. Mọi người cùng xem. Rồi, với cặp trận đấu này thì mình đánh giá nó cũng gọi là khá là cân bằng thôi. Không có gì là quá là chênh lệch đâu. Rồi, đây là một cái map khá là ít thấy trong các trận đấu 2v2. Tất nhiên nó vẫn có nhưng mà thường thường thì là nó xuất hiện các map khác nhiều hơn. Hoặc là có thể là những cái trận mà nó có cái map này nó không đặc sắc nên là mình không quay thì phải. Ở đây thì đồng minh mình là một tài khoản 23, bên kia thì là một tài khoản 24 là đồng minh. Thì kèo mình nghĩ cũng cân thôi, không có gì là chênh lệch cho bên nào cả. Với cái map này thì mình nghĩ là lại còn lợi cho bên xanh hơn đấy. Khi mà cái đường đi công ấy, nó rất là xa. Và ngoài cái việc mà đường đi công nó xa ra ấy, thì ở khu vực giữa này, mọi người thấy không? Rất là nhiều cái công trình, những cái công trình này nó lại không có khả năng bị phá hủy. Cho dù là bắn hạt nhân hay bất kỳ một cái lượng sát thương nào đến từ các đơn vị quân nó không thể bị phá hủy được. Và với công trình này thì khiến chúng ta điều khói nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Vì khi mà khói và quân đi vào công trình này số lượng lớn ấy, thì là những cái đơn vị quân nó sẽ dễ dàng bị lọt ra khỏi cái tầm che phủ của khói. Thì đấy là cái điều mọi người cần lưu ý. Ở đây thì trên biển là bên kia ra biển còn nhanh hơn mình cơ. Cái hộp ở đây thì bên kia đã nhặt được trước này. Cái hộp đây cũng ở trong cái khu vực giữa biển này. Với cái map này thì có biển nhưng mà hai bên khó chắc là sẽ chơi biển đâu. Vì là người ta thường sẽ đánh bộ và đánh máy bay ở map này nhiều hơn. Theo như mình thấy là như vậy. Với một số map có biển ấy, thì là xanh thường đánh tàu 1 được. Tất nhiên là tùy vào đối thủ là có định chơi hay không thôi. Vì là có biển thì là xây được nhà tàu thì chắc chắn là có thể ra được tàu 1. Ở đây thì nhà mình có một con lính 1 cắm ở đây. Bên đây thì đồng minh mình cũng có một con lính 1 cắm ở đây để theo dõi cái động thái ở khu vực nhà tàu của quân địch. Nếu mà để ở sườn tàu cấp 1 trận đang sản xuất thì mình phải có cái sự phòng ngự nhất định đấy, với những con tàu 1 này. Còn nếu mà nâng cấp lên sườn tàu cấp 2 thì mình cũng phải đưa ra án phòng ngự. Ở đây thì nhà mình bắt đầu áp trung tâm chỉ có 4 rồi. Những con tàu 1 của bên kia rất là khó chịu, mọi người có thấy không? Nó đi vào nhà mình, nó tấn công và có khả năng là sẽ phá hủy được cái xưởng máy bay này. Được, và sẽ phá hủy được. Với cái lượng tài nguyên lúc đầu là 150 được xin ra, nó vừa có khả năng nhặt hộp và tạo áp lực ngay trên biển. Và tiếp đến thì trên bộ cũng là cái điều tương tự, nó cũng có thể là tạo áp lực và phá hủy đi một số công trình. Nếu mà bên mình không chú ý phòng thủ như ở đây. Vừa rồi nhà mình mất đi một cái xưởng máy bay cấp 1. Tuy nhiên là nó cũng không phải là một thiệt hại quá lớn đâu. Bên đây thì không biết là bên mình sẽ có cái động thái là chơi như thế nào. Với cái việc là hai tài khoản nâng cấp nó không đồng đều đấy, như trận đấu này. Tất nhiên nó có chênh lệch nhưng mà chênh lệch không phải là quá lớn, nhưng mà nó cũng được tính là không đồng đều vì là giang cua và khói, đặc biệt là giang cua của 23 và giang cua của 26 ấy, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và với lại cái hệ thống máy bay nữa thì bên nhà mình hoàn toàn có thể ra máy bay và đồng minh mình ra khói. Vì đánh khói thì mọi người biết rồi, rất là ảo. Vì vậy là ra nhiều hay ra ít nó cũng không quá là quan trọng. Chỉ cần có khói thì bên kia kiểu gì cũng phải có những cái đơn vị có cái khả năng phòng thủ của khói cực kỳ là mạnh để đưa ra đối đầu. Vậy thì bên nhà mình bắt đầu đưa hệ thống phòng không lên xa nhà hơn và dùng máy bay trinh sát nhiều hơn. Có những con lính đứng các cái bụi này, các cái bụi rất là nhỏ ở các khu vực giữa map mà thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giúp mình có một cái lượng tầm nhìn nhất định. Bên đây thì ở sau sâu trong khu nhà địch có một con lính ngay từ giai đoạn ban đầu nhà mình triển khai ở đây. Lúc này thì đồng minh mình không biết ra là khói chưa. Vâng, vẫn đang lên nhà khói thôi. 23 mà cái tài nguyên nó cũng không phải là quá dồi dào như là 26 đấy. Vì là về cái tài nguyên cung cấp ấy, thì 23 là mắc rồi. Thế nhưng mà tài nguyên khởi đầu ấy, thì 23 nó yếu. Với đặc biệt là tài khoản kia thì mình nghĩ là điểm kỹ năng cũng chưa phải là quá mạnh đâu. Liên tục dùng máy 22 để tiêu diệt đi các cái đơn vị lính ở góc. Đây thì là một pha điều máy bay có thể nói là lỗi từ phía đội bạn, bay quá sâu vào khu vực phòng ngự. Hệ thống
phòng không bên mình hoạt động rất là tốt khi mà đã phá hủy được, tiêu diệt được cái đơn vị của địch. Ở nhà mình thì là không thấy dấu hiệu ra khói, mà chỉ ra máy bay cũng như là xe phòng không để thủ thôi. Bên nhà đồng minh mình thì sẽ chuyên tâm ra khói với hai nhà xe để sản xuất răng và một nhà để sản xuất khói. Hệ thống phòng không thì không phải là quá nhiều, tuy nhiên thì cũng đã có nhím ở đây, cũng là một cái sự bổ sung nhất định cho cái khả năng phòng ngự trên bầu trời. Ra full máy bay 2 mà không thể ném bom thì với map này mình cái ra máy bay 2 là cũng rất là hợp lý, vì ném bom thì sẽ rất là khó khăn để có thể làm gây sát thương mà trở về an toàn được, khi mà nhà địch đã rất xa nhà mình. Ném xong đến nơi ấy, thì bên kia cất cánh vô tách lên, nó bắn cho thì là không có đường về luôn. Nhân ra máy bay 2 để hỗ trợ tấn công cũng như là phòng ngự sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và hoàn toàn có thể áp lên trung tâm trực 5 để có thể ra full máy bay 2 và hướng đến cái hệ thống hạt nhân trong trường hợp cần thiết. Đây thì nhà mình có một cắm một cái phòng không này, tuy nhiên phòng không nó lại ở dưới đồi, vậy nó không thể nhìn thấy các cái đơn vị trên đồi được, nghĩa là nên bổ sung thêm quân lính ở trên đây thì hợp lý hơn đấy. Có một pha chính xác từ phía đối thủ, tuy nhiên là bên mình có máy bay 2 ra để tấn công lại, nhưng mà máy bay 2 của đội thì nó lại rất là chậm. Và cái việc mà máy bay 2 của xanh đi trinh sát trở về an toàn là chuyện rất là bình thường, nhưng máy bay 2 của đỏ mà đi trinh sát sau đó trở về thì chắc chắn không thể về được. Nếu mà gặp một người chơi xanh có khả năng tốt về cái việc là nhanh nhạy trong khoản điều máy bay. Lúc này thì đã có khói kéo đến khu vực giữa bản đồ này, nhiên thì mình mới thấy là có một con khói thôi, và với một mẹ mà quá nhiều con ấy thì rất dễ là bị lọt con ra ngoài. Một con khói nữa được sản xuất ra đây rồi, nhưng mà khói tầm này thì cái khả năng bao phủ nó vẫn chưa phải là quá rộng đâu. Còn một pha giao đấu trên bầu trời dường như là không bên nào có lợi thế hơn cả, và bên mình hình như là còn thua thiệt hơn khi mà bên kia có hệ thống phòng không ở ngay khu vực này, trả lại một cái lượng đam cực kỳ là lớn lên máy bay của bên mình, và số lượng máy bay của bên mình suy giảm nghiêm trọng. Lúc này thì bên mình bắt đầu up trung tâm trực cấp 5 và một cái xưởng máy bay nữa được up lên xưởng máy bay cấp 3 thì phải, theo như mình nghĩ là vậy. Vì cái xưởng máy bay này nó lên cấp nó cũng không có cái gì là quá là đặc biệt lắm, nó chỉ có dấu hiệu thay đổi một chút thôi. Đồng minh mình bắt đầu đẩy quân lên cao hơn, khu bên đây thì là không có khói mà đẩy sang bên đây tấn công vào cái hệ thống xe phòng không của quân địch cũng khá là hợp lý này. Bên kia thì cũng đã có rớt cậu xe giáp và cũng như là có cả lính nữa để chuẩn bị sẵn. Vâng, một pha ném bom cực kỳ là đẹp đến từ bên phía đội bạn, tiêu diệt đi một nửa cái lượng quân ngoài bên phía đồng minh mình đem đi để tấn công. Bên mình thì đã dùng máy bay 2 để đáp trả được lượng sát thương, tuy nhiên là cái lượng sát thương là không đủ nhiều. Đấy, bên kia thì cũng chỉ mất đi đâu đó một con máy bay ném bom và một con nữa thì còn một xíu máu, và với con còn một xíu máu đấy thì là nó có thể là trở về và hồi phục lại ném được một lượt nữa, thì đấy cũng là một cái pha khá là lãi đến từ phía đối thủ rồi. Ngay sau pha ném bom vừa rồi thì bên phía đồng minh mình phải kéo quân về ngay lập tức, không thể nào mà tiếp tục lượn vượn ở đấy được, chắc chắn là sẽ ăn thêm ném bom ngay. Bên nhà là xanh thì luôn túc trực là có một cái đống quân đứng ở đây, thì với cái việc đứng quân ở đây nó rất là hợp lý rồi, có thể là phòng thủ cho chính bản thân nhà sinh lục này và có thể kéo sang đây phòng thủ. Khu vực này thì trông nó rộng này thôi, nhưng mà quãng đường để di chuyển phòng thủ thì nó cũng không phải là quá nhỏ, không phải là quá lớn, vì vậy là khi mà đứng quân ở giữa này có thể thủ cả hai bên được. Còn hai cái đường hai góc này mọi người thấy nó rất là nhỏ này, điều quân ở đây không cẩn thận ném bom bốn con thôi, nó ném một phát là cũng bay nguyên một pha một mảng như vừa rồi luôn. Ở nhà mình thì vẫn chỉ là full máy bay thôi, chưa thấy có cái dấu hiệu nên hạt nhân thì phải. À đâu đó thì ra cả tàu rồi, thì với được ra tàu này nếu mà quân địch không chính xác được ấy, thì bên mình sẽ có lợi thế cực kỳ là lớn đấy, nếu bên kia không để ý vào cái việc mà mình ra nhà tàu. Đây chỉ cần ra khoảng tầm 7-8 con tàu đấy, thì nó sẽ là một cái khả năng tấn công cực kỳ là mạnh đến từ phía nhà mình vào cái hệ thống tàu biển này. Và khi mà ra tàu ấy, bên đây sẽ bị mất đi khá là nhiều công trình
mình nghĩ là nó sẽ rơi vào tầm như thế này. Nếu mà tàu búp y tiêm tấn công lên và nó sẽ thiệt hại cực kỳ lớn, đặc biệt là cái trung tâm chỉ huy cấp 4 này, nó rất khó để có thể tái thiết lại. Bên xanh thì vẫn đang dùng cái phương pháp là phòng thủ để tấn công. Đấy, khi mà xanh chỉ cần thủ được thôi một quãng thời gian dài thì chắc chắn là cái lượng tài nguyên dư ra. Vâng, một pha bắn máy bay cực kỳ là đẹp đến từ phía đội bạn. Bên kia có lẽ cũng đã phát hiện ra bên mình là máy bay hai rồi thì phải. Tuy nhiên là chưa thấy cái hệ thống chống hạm được xây dựng. Với số lượng máy bay với số lượng tàu hai, tàu hai hiện tại chỉ có 2 con đấy, thì đây chưa phải là một áp lực lớn, vì bên kia có cả rớt cộng với lại xe giáp của máy bay hai, thì là cái việc phòng thủ chỗ này với 2 con tàu nó rất là dễ thôi. Đấy, ngay lập tức thì bên kia đã để ý rằng mình ra tàu hai và có cái động thái xây cái hệ thống chống ngầm ngay lập tức. Với cái chống ngầm này thì bên mình hoàn toàn có thể là đứng tàu ở đây này bắn vào cũng được, nó không phải là cái gì là quá là khó khăn cả. Tuy nhiên là chắc là không phải là một cái đâu, có thể là sẽ nhiều hơn một cái đấy. Bên đây thì nhà xanh dương này, à xanh lục này đã lên trung tâm chỉ cấp 5 thì phải. Lượng tài nguyên dồi ra rất là nhiều. Bên đây thì đồng minh mình cũng chỉ là khói và giang cua thôi, chưa có một cái nước đi nào đó để phá vỡ cái thế trận hiện tại cả. Bên nhà mình thì vẫn chỉ là phủ máy bay, những sườn máy bay những cái sân bay xây rất là thưa thưa nhau, không xây quá gần, tránh cái trường hợp ăn đạn đến từ hệ thống ném bom của bên phía đội bạn thì sẽ rất là khó đỡ được. Bên nhà mình thì anh đặt lúc này ra thêm tàu à, lúc này ra thì lại hơi chậm thì phải. Lúc mà mình đi tấn công bằng tàu thì hoàn toàn thì có thể dùng máy bay phá hủy cái xưởng chống hạm của quân địch trước, sau đó thì mới cho tàu vào, thì đấy là một cách tấn công cũng khá là hợp lý nếu mà số lượng chống hạm bên kia không có quá nhiều. Đấy. Và lúc này thì bên kia dường như là rất là tỉnh đòn, bằng một cách nào đó thì tự nhiên đến 16 phút lại xin một con máy bay một ra để dò các cái bụi. Thì đây là một cái động thái mình thấy thứ nhất là rất là muộn, và mình không biết là tại sao quân địch tự nhiên lại nghĩ như vậy. Khi mà nếu mà có dò ấy, thì người ta sẽ dò từ giai đoạn ban đầu cơ. Đấy, tầm khoảng 4-5 phút ấy, đã xin máy bay một ra để dò quét các cái bụi ở trong nhà rồi, nhưng mà đây là một cái pha rất là muộn màng. Và với trận đấu mà nó đang trong cái thế trì hoãn như thế này ấy, thì không sao, nhưng mà với một số trận khác ấy, những cái mắt ấy, cắm từ sớm ấy, nó có cái tác dụng cực kỳ là lớn. Lúc này thì bên mình bắt đầu dùng máy bay hai để tấn công nhẹ vào cái hệ thống lính đứng chính xác của bên địch thôi, chứ cũng chưa có gì to tát ở đây cả. Một con lính đi hơi lạc một chút nên hơi cao. Vâng, máy bay của mình lướt qua nhẹ một chút thôi. Đấy, thì ăn một cái số lượng sát thương cực kỳ lớn đến từ hệ thống phòng không của bên phía đội bạn. Đây lại tiếp tục ra thêm tàu. Với một nhà tàu thì khả năng ra tàu của mình cũng không phải quá nhiều. MV2 thì mình thấy là nãy giờ nó cũng không ăn quá nhiều đạn đâu. Búp cái item hồi phục này cũng hơi khoa, hơi phí đấy. Và nãy giờ thì mình chưa thấy một pha trinh sát nào cả đến từ phía nhà mình. Không cẩn thận mà ăn hạt nhân thì cũng sẽ rất là khó khăn. Ở một pha ném bom hack não từ bên phía nhà xanh dương. Tuy nhiên thì là pha ném bom này đã fail rồi, không trúng vào bất kỳ một cái đơn vị quân nào cả. Mình nghĩ là bên kia nên kéo quân lên để tấn công. Và khi mà tấn công ấy thì chắc chắn là bên mình phải đứng quân lại để phòng thủ rồi, chứ không thể nào mà lùi quân về quá sâu được, hoặc là cứ ép hẳn vào tận nhà thì bên mình phải đứng quân lại ở khu vực nhà để phòng thủ. Lúc đó thì máy bay ném bom ấy nó ném sẽ có cái sự chuẩn xác hơn rất là nhiều. Bên kia không biết có ra nhiều máy bay hay không, khi mà khói bên mình đã bị lộ ra nhưng mà chưa thấy máy bay hay bay đến để tấn công. Lúc này thì bên mình đồng minh mình bắt đầu có một cái nước đi, đó chính là đi tấn công ở khu vực bên cạnh này. Đấy, thì với cái hướng di chuyển như thế này thì cũng là một cái pha cần phải làm từ rất là sớm rồi, chứ đến tầm 18 phút này thì cũng hơi muộn đấy, chứ không còn là sớm sủa gì nữa. Thì với 5 con tàu bên mình đang đẩy tàu cao hơn, tuy nhiên là mọi người thấy đấy, hệ thống chống hạm cũng chỉ là 4 cái cơ, không phải ít. Và lúc này thì mình nghĩ là nên có ném bom tầm 4 con thôi, không cần nhiều, 4 con thôi thì nó sẽ phá hủy được gần hết cái hệ thống chống hạm này. Đấy, có thể là không phá hủy được hoàn toàn nhưng mà khiến cái hệ thống chống hạm này còn yếu máu, và những con máy bay hai nó sẽ làm nốt phần việc còn lại. Chứ không, nếu mà dùng máy bay hai lượn ở đây khoảng tầm 4 vòng để phá hủy cái đống này, thì bên kia với cái hệ thống phòng không và cũng như là cái lượng sát thương từ những con máy bay hai của bên phía đội bạn sẽ tấn công vào. Đấy, thì mình sẽ rất là khó khăn.
Lúc đó thì mình thấy đây có một đống cái chấm xanh xanh này. Và lập tức thì bên mình đã có cái sự đáp trả lại sát thương, nhưng mà đâu đó thì cũng chỉ tiêu diệt được một con thôi và cũng bị ăn được một lượng đam khá là lớn đấy. Rồi tiếp tục lượn vòng sâu hơn vào khu vực đằng sau nhà địch, không biết là địch tấn công vào đâu đây. À chỉ mang dùng để trinh sát thôi. Quân số nhà mình lúc này đã là limit quân số nhà 5 rồi, thì mọi người thấy đây. Full máy bay và đã ra tàu. Nãy giờ mình cũng vẫn chưa thấy trinh sát vào nhà địch. Đây là một cái cũng rất là nguy hiểm đấy. Vì không trinh sát ăn đạn của không gian một cái thì gần như là nguyên cái đống công trình ở chỗ này chẳng hạn là sẽ bay màu hết, không còn nữa. Ở đây thì tập hợp được 6 con tàu 2 rồi. Nhưng với 6 con tàu 2 này thì đây chưa phải là một cái mối đe dọa gì đó khủng khiếp lắm. Lúc này thì bên mình bắt đầu dùng máy bay 2 để trinh sát. Và tuy nhiên bay qua cái hệ thống phòng không quá nhiều. Nhưng mọi người thấy ở đây thì là chính xác vào đây, bên đây cũng có một cái lượng sân bay cực kỳ là lớn, với chắc chắn là sẽ có những con máy bay 2 và máy bay 3 rồi. Ở đây đồng minh mình vẫn tụ tập một lượng quân cực kỳ là lớn. Hai bên chưa có bên nào có cái động thái là tấn công cả. Vẫn đang rất là trì hoãn, có lẽ là chơi kiểu một phát ăn ngay thì phải. Khi mà thời điểm trận đấu đã trôi đi rất là dài rồi. Bên nhà xanh lục này đã có cái hệ thống không gian đang trong cái giai đoạn nó chuẩn bị bắn rồi. Theo như mình thấy là mở như này là đang chuẩn bị bắn rồi. Nhưng mà nhà mình thì lúc này bắt đầu cất cánh máy bay 2 sang để có thể là tấn công ra. À không, tấn công vào hệ thống tấn công vào hệ thống quân của quân địch đang đứng ở đây, chứ không quyết định tấn công vào hệ thống không gian. Bên kia thì vừa có một pha ném bom, nhưng mà ném bom hình như cũng không phải là quá là chính xác lắm. Lúc đó thì máy bay của mình cũng bị rụng đi khá là nhiều sau pha tấn công vừa rồi. Khi mà bên kia có một cái hệ thống phòng không dàn trải. Vừa rồi thì mọi người thấy có thể hơi pha hơi lag thì phải. Mới có đúng không? Lúc này thì bên nhà mình đã phải co cụm về để phòng thủ rồi. Rồi. Phóng to lên một chút để mọi người nhìn rõ hơn. Vâng, một pha combat cực kỳ là hoành tráng đến từ cả hai bên với những đám khói hay máy bay. Bên kia thì là xe giáp đã bị bên mình dùng máy bay 2 tiêu diệt đi. Nó khiến cho những con rớt bị suy giảm sức mạnh một cách nghiêm trọng. Và vừa rồi thì mình thấy cái hệ thống không gian của quân địch tuy đã mở ra, thế nhưng mà không thấy bắn. Có lẽ là quân địch nó sợ cái việc là bên mình sẽ dùng máy bay 2 để đáp trả lại cái lượng sát thương, phá hủy đi cái hệ thống hạt nhân đó, hệ thống không gian đó, nên là bên kia đã không à nó đã bị phá hủy một lúc nào nhỉ, sao mình không để ý ta. Đây là một pha hình như là do mình không để ý thì phải, khi mà một cái hệ thống không gian đã bị phá hủy ở một cái giai đoạn nào đó, mà chắc là lúc đấy là lúc lát ấy, mình chưa thể quan sát hết được. Đấy, mong mọi người thông cảm nhé. Thì lúc này với cái việc là quân bên kia đã bị tiêu diệt rất là nhiều, tuy nhiên ở nhà thì vẫn còn một cái số lượng rớt và xe giáp được sản xuất ra rất là đông đảo, có cả tháp pháo để phòng thủ ở đây. Bên xanh dương cũng là điều tương tự, cũng đang cố gắng phòng thủ bằng những cái tháp pháo. Vô tích không phải là quá nhiều, à đâu cũng đông phết đấy, tầm khoảng 8 con đấy, không có ít đâu. Ở đây thì với hệ thống phòng không của đồng minh mình trong khói cũng ít ỏi nữa, nên là đám khói này cũng đã được phòng thủ thành công đến từ bên phía đối thủ. Nhiên ở trên biển thì bên mình đã ra được số lượng tàu khá là lớn và dường như là có hạt nhân chăng. Đấy, thì bên mình đã sản xuất được cái hạt nhân và đã xong rồi, giờ chỉ chờ bắn thôi. Đồng minh mình thì cũng là điều tương tự, đang trong quá trình sản xuất một quả hạt nhân nữa. Rồi một pha tấn công vào đây nhưng mà hình như là đang là nướng quân thì phải, khi mà số lượng phòng thủ quân địch quá lớn. Công trình phòng thủ này, mình thấy này thì làm sao mà tàu 2 tấn công vào được. Đấy, nếu mà dùng hạt nhân bắn vào cái chỗ này và sau đó dùng tàu 2 để tấn công thì chắc chắn là có thể tấn công được rồi. Tuy nhiên pha ném bom này cũng gây thiệt hại cực kỳ là lớn. Hầu hết cái hệ thống sân bay của quân địch đã bị đánh sập hoàn toàn. Và nhà xanh dương này chủ yếu là chống máy bay. Và cái hệ thống máy bay không còn nữa thì bên mình dễ dàng dùng máy bay 2 oanh tạc và phá hủy đi nốt những cái công trình mà ra máy bay còn lại.
Tiện đó thì là phá hủy luôn một cái hệ thống không gian đang trong quá trình xây dựng nữa, và một pha cực kỳ là lãi. Lúc này thì đồng minh mình cũng chuẩn bị sản xuất xong một quả hạt nhân tiếp theo, và sau khi quả này khai hỏa thì có lẽ là bên kia sẽ bị đánh sập hoàn toàn niềm tin thôi. Đang mũi huy tiêm tài nguyên để có thể là có cái lượng tài nguyên ra quân, hoàn toàn có thể là dừng ra máy bay hai để có thể lên hệ thống ném bom tiếp. Tuy nhiên là anh Đạt vẫn đang cố gắng ra thêm máy bay hai. Và sau pha bắn hạt nhân vừa rồi thì bên kia không chờ đồng minh mình bắn hạt nhân nữa mà đã đầu hàng luôn. Trận đấu đã kết thúc với chỉ duy nhất một quả hạt nhân được khai hỏa, và cả mọi người đã xem nhé, chào mọi người.